Ai da, hôm nay á Mạnh Thường Quân chơi lớn nha, tặng xe cho Sang Thị Nở. Đây con kéo ra. Ai nha. Em sẽ làm mọi người. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Vĩ. Hôm nay hai mẹ con Sang Thị Nở nhận được một món quà. Đây ạ, thùng quà khổng lồ luôn, rất là nặng. Nó tới 12 kg hơn á. Bây giờ lấy con trai Sang với Sang á, sẽ khui cái thùng quà này coi bên trong ấy là cái gì nha. Thường Quân tặng cho hai mẹ con, không biết đây là cái gì đây ha. Ai da, mở cái thùng quà này mà thấy nó hồi hộp ghê ấy. Thùng quà to ghê, nặng ký nữa nha. Mà gói rất là chắc. Mà các bạn biết không, khi mà hiện tại bây giờ ấy, ở Bỉ á, mình nhận được quà mình cũng phải đóng tiền thuế nữa các bạn ạ. Ngày xưa thì không có đâu, nhưng mà mới hôm lúc tháng 7 năm 2021 á, là bắt đầu đóng thuế hải quan về về các cái mặt hàng mà mình nhận từ cột món quà này các bạn này. Bất kỳ ở đâu nha, gửi tới Bỉ á, đều phải đánh thuế hết. Trừ ở trong châu Âu á, thì mấy cái nước châu Âu như là Pháp hay là Đức á, thì món quà nó không có đánh thuế thôi. Ôi cái này mình không biết mở ở đâu nữa đây. Cái chỗ nào này, chỗ mở đây. À, chắc chỗ đây quá. Đây 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 đây. À à, à cái gì đây? Cái gì đây? Con bưng ra coi. Bưng ra coi là cái gì? Đây. Cái này là cái gì nữa, nó rớt ra nè. À, chắc là cái đây, cái màu đen ở chân. À, ok, chứ phải phải bỏ bịch ra. Nó nằm ở trong đấy. Để coi, bỏ cái thùng cạc tông này ra đây nha. Cái xe là cái xe các bạn ạ. Là cái xe, đây, mong mong cắt cái này đây. À. Ai da, hôm nay á Mạnh Thường Quân chơi lớn nha, tặng xe cho Sang Thị Nở. Đây con kéo ra. Ấy dạ, cái thùng quà này á mình nhận từ vào buổi sáng, nhưng mà mình chờ con trai mình về để khui cái thùng quà này với mình. Ơi. Mình cắt ở đây, có đây rồi. Mà không biết nhỉ. Ok, để coi coi Đức phụ mau mau ráp cái thùng quà này coi làm sao đây. Này cái này nó ở dưới chân mà nó rơi ra đây đó ha. Đúng không? Có con ốc nào không? Không có con ốc không ta? Không. Cái này để làm gì đây? Cái này là chiếc ghế ngồi à? Không. À. Xe à, bỏ xe vô. Coi. Không, đây 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 cái tờ giấy này gắn à. Cái này vậy thì gắn vô là xong rồi. Ai, cái này là cái ghế. Cái này là cái ghế. Ồ, mở ra cái nào. Ồ, giống đồ chơi á hả? Ồ, Lý thích không? Đâu, ngồi kiểu nào đâu? À,
rồi cái hướng hướng to lên trên, hướng nhỏ lên trên. À, cái hướng này lên trên, cái kia ở dưới. Kéo hẳn lên, phải không? Cô kéo cô xoắn nó phải không? Không có. Rồi, con ngồi ngồi coi được không? Con ngồi coi. À, cái ghế này á, là cái ghế mà lên cao xuống thấp được. À, cái này để phục vụ cho cắt tóc cho vô gia cư ấy nhờ. Hả? Hoặc là mình đi biển á, con đi biển con ngồi con câu cua mang cái ghế này đi ngồi được á ha. Cũng sắp tới mùa hè rồi đó nhờ. Rồi cái này lắp lại làm sao? Coi ở đây nè, coi ở đây nè. Còn cái chiếc xe này á, là không biết lắp kiểu nào đây. Chiếc xe này á, chịu thua luôn rồi, không biết lắp kiểu nào luôn. Hả? Nó phải có con ốc chứ. Sao xe này không thấy ốc đâu ta? À, phải cắt cái này ra. Này. Hai mẹ con nó thì hai hục. À, cái cây này để làm cái gì? Cái cây này để sao nào? Không đúng. Không đúng á? Ừ, sao? Đó, bỏ vào đây á? À đúng rồi. Thì đúng, không cần ốc. Ờ. Rồi sao? Rồi coi. Không phải rồi, coi chừng cái lộn rồi. Ê, sao mình không bỏ cái bánh xe này ra rồi mình lắp vào sau? Ủa giờ mở ra hết được luôn. Hay quá. Cái gì? Ok. Coi coi. Này mở ra kiểu nào đâu? Không có. Không có hết. Nó sao? Nó sao kỳ quá. Ủa, cái này mở ra kiểu nào và nhét vô kiểu nào nữa? Thấy chưa? Thấy mong mong thông minh chưa? À, thấy. À, tôi về rồi. Làm sao con làm sao đó chỉ cho mong mong coi. Ê kinh rồi. À dư. Cái này là để xe kéo đây hả? Ồ, cái này lắp được kiểu nào lít? Sao mong mong lắp không được vậy? Ủa sao nó rớt ra vậy? Lỡ đang kéo nó rớt ra thì sao ta? Nó không cái vịt cái này à đây à coi thử rút coi nhé. Ờ đúng không? Quay nha, quay nha. Em sẽ kinh ra mọi người. Con này không. A đơ thua. Giống cái cánh quạt không? Ôi làm sao không phải đâu, không để mau mong chỉnh coi không. Để im để coi mau mong chỉnh cái này không 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 ra chỗ đi để coi. Một cái không. Một cái gì? Chỗ gì? Một cái. Tục lên. À. Vậy à. Một cái gì chứ? Ra chỗ. À. Hai cái gì cái này? Vặn vặn ở đâu?
Tao vầy quá. Cái gì? Ça dure ça. À, cái xe này làm ghế ngồi được luôn à? Đó nè. Cái xe rồi. À, đúng rồi. Cái xe rồi. Không có cắt dê đâu. Chà, cái ghế ngồi. Chị biết hả? Đúng rồi, cái xe này cái để coi nè. Vừa làm ghế ngồi được. Ơi. Để xem nào, còn cái này nữa. Cái không có, cái sao? À, cái này là cái giỏ hả? Chằng vô thôi. Ở đâu? Đâu, đây. À. Cầm sao? Ồ, cái xe này tiện quá ha. Nếu mà mình không thích thì mình tháo cái này ra để mình ngồi. Đó, không thích thì mình tháo ra để mình ngồi. Và là ngồi câu cua ha. Và đây là cái, ví dụ đây là cái xô cua. Và mình cứ ngồi đây mình câu cua rồi mình kéo kéo cua vô. Hoặc là, nhưng mà cái này á, thì mình đâu có để cho vô gia cư ngồi đây được. Tại mình không cắt được đúng không? À, cái ghế này là tiện cho vô gia cư nhất. Ngồi cắt tóc, sử dụng cắt tóc được. Và cũng có thể câu ngồi câu cua được hả con? Nước á, nước nó vô nó cũng không bị hư. Tại nó bằng nhựa. Ok, hai mẹ con Sang Thị Nở cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã hỗ trợ cho hai mẹ con Sang Thị Nở. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và những cái phần phước mà Sang làm, Sang xin chia sẻ lại cho anh, xin chia sẻ lại cho các bạn đang xem video Sang Thị Nở luôn ạ. Vậy là video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Sang cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã chơi lớn tặng xe cho hai mẹ con Sang Thị Nở nha. Con nói gì đi? Con nói gì đi? Ồ, có vậy thôi hả? Dạ. Yeah. Đây, Mong còn chưa biết xài cái này. Mong thử coi nào. Để coi nào, làm sao. Má. Mẹ xương. Ủa, sao nó có màu vàng giống áo Mong luôn. Rồi buông tay đi con nào. Dạ. Ủa nó còn cao hơn nữa. Đó, lâu rồi. Cái sao mà ơi. Còn một cái. Còn một cái nữa, nó chưa xẹp lại hả? Ok. Có sợi dây này để đeo luôn à? Dạ. Sợi dây này để đeo. À. Để đeo. Ờ. À. Này con, có bên bộ. Mà, có, this was for, mà ơi. À, Mong biết rồi. Có nghĩa là mở ra như vậy, xoay về hướng này thì nó là đứng lên. Đó. Xoay về hướng ngược lại là... Để coi, cái này là đứng lên nha, xoay về hướng ngược lại, nó chẹp xuống. Ok, Mo biết rồi. Và cái này thì để đeo luôn hả? Ok. Thúi quá hả?